Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta cái công cụ lập trình Pivotal. Phần hôm nay tôi sẽ nói với chúng ta về các cái lệnh lập trình counter. Thì counter là gì? Sử dụng các cái loại counter như thế nào? Các cái ví dụ ứng dụng với counter. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chúng ta về cái lệnh này. Rồi, nhưng mà thì bây giờ để lập trình với counter trong tia bọc tô thì chúng ta khởi động cái tia bọc tô lên. Như vậy thì cái project tôi đang có sẵn ở đây với tia bọc tô V15 ha. Thì phần cứng là chúng ta đang có đó là cái con siêu 1214C DC DC DC. Rồi thế thì cái phần cứng con siêu này nó có những cái thành phần gì ha, thì chúng ta cần kiểm tra cái cấu hình IO địa chỉ vào ra của nó ha. Rồi, thế thì con siêu này nó có sẵn cho chúng ta 14 cái DI, 10 cái DO. Thế 14 DI, 10 DO này các cái địa chỉ nó là bao nhiêu thì chúng ta hãy xem lại ha. IO của con siêu này nó cho chúng ta 14 cái DI. Cái 14 cái DI này nó sẽ có cái địa chỉ bắt đầu từ 0.0.1, có nghĩa là nó sẽ có địa chỉ là Y0.0 cho tới Y0.7, rồi Y1.0 cho tới Y1.5, tức là 14 cộng 3. Và cộng ra thì chúng ta cũng bắt đầu từ Y0.1 thì nó sẽ có địa chỉ là Q0.0 cho tới Q0.7, rồi Q1.0 cho tới Q1.1, tức là 10 cộng ra. Rồi như vậy thì đó chính là cái địa chỉ IO trên con số này chúng ta có. Thì chúng ta cần quan tâm tới cái địa chỉ IO để chúng ta khi lập trình thì chúng ta sẽ truy xuất tới. Rồi, thế bây giờ chúng ta bắt tay vào lập trình với counter cho con siêu 1214 này như nào. Thì chúng ta sẽ vào cái khối chương trình với vòng lập main. Rồi chúng ta khởi động cái main lên, tức là cái phần chúng ta viết chương trình cho nó. Rồi thì cái giao diện main như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lập trình với các cái lệnh về counter. Thế thì trước khi nói về counter thì chúng ta cũng hình dung ra các cái lệnh về counter nó làm cái gì, khi nào chúng ta dùng những cái counter. Thì chúng ta biết trong lập trình tự động hóa thì chúng ta sẽ có những cái yêu cầu cần phải đếm các cái sự kiện. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta cần đếm cái số người ra vào siêu thị, chúng ta đếm sản phẩm chạy trên một cái băng tải, chúng ta đếm số xe ra vào cái bãi xe vân vân. Thì chúng ta cần phải lập trình để đếm các sự kiện rồi. Thế thì khi đếm đủ cái sự kiện, cái số lượng vân vân thì chúng ta cần làm cái gì đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ đó chính là counter. Rồi, rồi thế thì các cái loại counter trong tia bọc tô lập trình như thế nào thì chúng ta thấy đây. Ở đây chúng ta có các cái lệnh trong cái tab instruction này. Thì cái tab instruction này có rất nhiều các cái lệnh trong cái nhóm bit logic. Hôm trước tôi đã nói và hướng dẫn chúng ta rồi, các cái lệnh về timer chúng ta đã biết rồi. Thế bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ có các lệnh về counter. Đây chính là các cái lệnh về counter. Rồi thế thì có ba cái loại counter mà chúng ta thường dùng trong BCS7-1002 với tia bọc tô. Thì chúng ta có ba cái loại counter chúng ta thường thấy ở đây. Như vậy chúng ta có cái counter đầu tiên đó là cái counter up, hay chúng ta có counter down, hoặc là chúng ta có counter up down. Thế thì ba cái counter này nó có cái đặc điểm như thế nào, và khi nào chúng ta sử dụng nó, các cái thông số của nó ra sao thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về các cái lệnh counter, chính là những cái bộ đếm. Rồi cái counter đầu tiên chúng ta nói tới đó là cái counter up. Counter up đây chính là cái ký hiệu của cái counter counter up. Rồi thì cái counter up và chúng ta có cái chân CU, chân R, chân BV, chân Q, chân CV. Thế thì cái counter này nó vận hành như thế nào, thì chúng ta thấy ở đây mình có cái chân CU chính là cái chân nhận xung đếm. Chân CU chính là cái chân nhận xung đếm lên counter up. Rồi cái chân thứ hai đó là chân R, cái chân R này chính là cái chân reset counter. Chân reset counter. Rồi cái chân thứ ba đó là cái chân PV. Cái chân PV chính là cái giá trị đặt của counter. Thì chúng ta muốn counter này nó đếm tới cái ngưỡng bao nhiêu thì xuất các cái tín hiệu báo.
Thì cái ngưỡng đó là cái giá trị mà chúng ta đặt vào cái chân này. Ví dụ chúng ta muốn đếm tới 50 thì báo, thì chúng ta đặt cái giá trị 50 vào đây. Đó, người đó chính là cái ngưỡng cài đặt. Rồi cái chân quy chính là cái chân gõ ra của counter. À, gõ ra của counter khi đạt giá trị đặt thì cái tín hiệu gõ ra này nó sẽ xuất tín hiệu. Rồi cái chân CV chính là current value. Thì current value chính là giá trị đếm hiện tại của counter. Thế thì ví dụ chẳng hạn như counter này mình đặt cho nó là 50. Thế thì hiện tại nó đã đếm tới bao nhiêu rồi? À, cái bộ đếm mà đã đếm tới bao nhiêu rồi thì cái giá trị đó nằm ở chân CV này. Chúng ta muốn lấy giá trị ra thì chúng ta khai báo vào cái chân CV này một cái vùng nhớ. À, thì nó sẽ đọc giá trị đó ra. Còn nếu không thì chúng ta có thể bỏ trống cái chân này. Ừ. Rồi thế thì cái counter up này nó hoạt động như nào? Chúng ta có thể quan sát cái biểu đồ trạng thái ở đây. Rồi bây giờ ví dụ cái counter này tôi đặt cái giá trị BV là 3, tức là cái giá trị ngưỡng cài đặt của counter này là 3. Thì bây giờ cái counter này nó hoạt động như nào chúng ta xem. Rồi như vậy thì bình thường cái ngõ ra của counter, cái counter up này nó đang là mức 0. À, như vậy thì nếu mà có một cái xung cảnh lên, đây xung cảnh lên tức là chuyển trạng thái từ 0 lên 1, kích một cái xung cảnh lên tác động vào counter và cái chân CU chính là cái chân nhận xung đến lên, thì giá trị counter nó sẽ tăng một đơn vị, nhảy lên từ 0 lên 1. Rồi à, nếu chúng ta cứ giữ duy trì cái tín hiệu CU này lúc 1 thì cái giá trị counter nó vẫn không có gì thay đổi hết. À, chúng ta cứ duy trì mức 1 của cái chân CU thì giá trị counter cũng không có gì thay đổi. Chúng ta chuyển trạng thái cái chân CU từ 1 về 0 cũng CV cũng không có gì thay đổi. Rồi khi nào chúng ta tác động lại một cái xung cảnh lên thứ hai, tác động với chân CU thì giá trị counter nó chuyển trạng thái, nó tăng lên một đơn vị. Rồi, từ 1 nó nhảy lên 2. Thì giá trị counter chúng ta đặt ở cái chân BV này là 3. À, thì lúc đó ngõ ra quy của counter cũng không có gì thay đổi. Tiếp tục có cái xung cảnh lên thứ ba thì counter từ 2 chuyển lên 3. Thì ngay lập tức khi từ 2 chuyển lên 3 thì giá trị ngõ ra của counter nó chuyển trạng thái từ 0 lên 1. À, rồi tiếp tục nếu chúng ta duy trì cái chân CU thì giá trị counter cũng không thay đổi và ngõ ra cũng không thay đổi. Nếu chúng ta tác động lại cái chân CU lại một cái xung cảnh lên là lần nữa thì giá trị counter nó thay đổi, tăng từ 3 nó lên 4. Và tăng từ 3 nó lên 4 thì ngõ ra là vẫn cứ là 1 bởi vì cái ngưỡng chúng ta đặt là 3. Và counter nó đã đếm tới ngưỡng và khi đó ngõ ra nó đã lên 1 rồi và nó giữ nguyên trạng trạng thái. Nè. Thế thì cứ kích một xung thì nó tăng một đơn vị, kích một xung nó tăng một đơn vị, nó tăng chừng là tới ngưỡng thì ngõ ra này lên lên 1 rồi. Nè, vậy thôi. Rồi, như vậy thì khi nào thì counter nó được reset thì chúng ta thấy ở đây mình có cái chân R. Chân R chính là cái chân reset counter. Thì khi nào mình tác động kích một cái xung vào chân R thì giá trị current value tức là giá trị hiện tại counter nó reset về 0 và ngõ ra Q của counter up này nó cũng reset về 0, tức là trả counter về trạng thái ban ban đầu. Tiếp tục nếu chúng ta tác động xung đến vào cái chân CU nữa thì counter lại tiếp tục đến lại từ từ đầu. Vậy đó chính là cái bản chất và cái hoạt động của cái counter up. Ừ. Rồi cái counter thứ hai đó là cái counter up đào. Cái counter thứ hai tôi muốn nói đây là cái counter đào ha, counter đào. Rồi thế thì đây là ký hiệu của cái counter đào. Thì counter đào chúng ta vẫn có cái chân CD, CD chính là counter đào, chính là chân nhận xung đếm xuống lùi lại. CD. Rồi cái chân loss tức là cái chân nạp giá trị cho counter. Thế nào giá trị counter này nghĩa là gì? Nghĩa là giá trị BV của counter chúng ta đặt chỗ này là bao nhiêu thì khi có tín hiệu của cái chân loss thì nó sẽ lấy giá trị của BV nó nạp vào CD. CD chính là cái giá trị đếm hiện tại của counter. Như vậy thì ví dụ chẳng hạn BV chúng ta đặt bằng 3 hoặc là 3 thì ngay khi có tín hiệu kích vào cái chân loss thì nó sẽ lấy giá trị 3 đây nó nạp vào giá trị hiện tại đếm của counter. Để làm gì vậy? Để cho cái chân CD này kích tín hiệu đếm lùi xuống. Vậy từ 3 nó sẽ lùi xuống, lùi xuống, lùi xuống. Rồi, rồi cái chân quy chính là cái chân gõ ra của counter. Rồi, thế thì bây giờ cái counter down này nó hoạt động như thế nào? Thì chúng ta xem cái biểu đồ trạng thái. Rồi, hay quay lại cái counter down này, BV mình vẫn đặt là giá trị BV là 3 ha. Rồi, thế thì cái hoạt động của cái counter down này như thế nào? Rồi, như vậy thì đầu tiên chúng ta thấy cái counter down này nó đang có giá trị mức mức 1.
À, hiện tại current value đang là 0 thì giá trị counter nó sẽ là 1. Nhớ ha. Rồi, thì khi chúng ta tác động vào cái chân loss, kích hoạt cái chân loss thì giá trị counter, giá trị đặt của counter nó sẽ nạp vào current value. Nạp vào current value tức là current value nó từ 0 nó nhảy lên 3, bởi vì cái BV chỗ này chúng ta đang đặt là 3. Thì khi kích hoạt cái chân loss này cái thì nó sẽ lấy giá trị BV là lấy giá trị 3, nó nạp vào CV tức là current value của counter, tức là giá trị đến hiện tại của counter. À, giờ thì khi kích cái chân loss cái thì nó sẽ nạp BV và CV, tức là CV nó lên 3. Ngay khi CV nó lên 3 thì nó ra counter nó về 0. À, nó ra counter nó về 0. Vậy thì khi cái giá trị hiện tại của counter đang là 3 thì chúng ta kích hoạt vào chân CD. Thì kích một xung vào chân CD thì giá trị 3 nó sẽ lùi xuống. Cứ kích một xung từ 3 nó lùi xuống 2. Kích một xung thứ 2 từ 2 nó lùi xuống 1. À, rồi kích cái xung thứ 3 thì từ 3 nó lùi xuống 0. Ngay khi bằng 0 thì giá trị counter nó ra của counter nó lại lên 1. Được, nó ra counter nó lên 1. Rồi, bây giờ counter lúc này nó ra đang là 1. Nó ra đang là 1. Rồi, như vậy thì chúng ta tác động cái chân CD nữa. Rồi, tức là chúng ta lùi xuống nữa. Chúng ta lùi xuống nữa thì nó ra này cũng vẫn cứ là 1. Rồi. Rồi khi nào chúng ta tác động lại cái chân loss, tác động lại cái chân loss thì nó sẽ nạp lại giá trị BV, nó nạp vào CV từ từ không nó lên 3 lại. Từ không nó lên 3 lại. Và lúc đó ngõ ra Q của counter này nó lại xuống 0. Xuống 0. Như vậy thì chúng ta thấy đó chính là cái hoạt động của cái counter counter down. Cái hoạt động counter down nó như nào? Tức là nó phải nạp giá trị vào chân loss và khi có một cây xung và CD thì nó sẽ lùi xuống, lùi xuống, lùi xuống. Khi nào về không thì nó lên một. Nó ra nó sẽ lên. Rồi thế thì đó là cái hoạt động của các counter down, tức là bộ đếm đếm xuống. Rồi bây giờ cái counter thứ ba mà tôi muốn nói đó là cái counter up down, up down tức là vừa đếm lên vừa đếm xuống. Rồi thế thì counter up down bộ đếm vừa lên vừa xuống thì cái ký hiệu trên cái counter nó phức tạp hơn, nó nhiều các cái chương tín hiệu hơn ở đây. Như vậy chúng ta thấy ở đây mình có một cái counter up down, counter up down. Thì counter up down này chúng ta có cái chương CU, cái chương CU thì cái chương CU chính là cái chương đếm nhận xung đếm đếm lên. Rồi chúng ta có cái chương CD, cái chân CD chính là cái chân nhận xung đếm đếm xuống, cái chân R chính là cái chân reset counter, cái chân loss chính là cái chân nạp giá trị giống như cái counter down hồi nãy. Rồi chân BV chính là giá trị chúng ta đặt. Chân chân QU chính là cái chân ngõ ra đếm lên và chân QD là ngõ ra đếm xuống và CV là đếm hiện tại. Vậy chúng ta thấy cái counter down này nó tích hợp cả hai cái down và cái up lại thành một. Rồi, lại thành một. Rồi, như vậy đó chính là cái counter up down. Thế thì bây giờ cái hoạt động của counter up down này nó như thế nào? Thì chúng ta xem cái biểu đồ trạng thái đây. Rồi, như vậy ở cái biểu đồ trạng thái này thì cái giá trị BV mình vẫn đặt là 3 ha, vẫn đặt là 3. Rồi theo như cái biểu đồ trạng thái này chúng ta thấy cái BV chúng ta sẽ đặt là 4 này, 4. Rồi vậy thì bây giờ cái counter up down này BV này chúng ta đặt là 4 ha, BV chúng ta đặt là 4. Thế thì hoạt động của cái counter này nó như thế nào? Chúng ta thấy kích một xung vào CU, giá trị counter nó sẽ tăng một đơn vị. Kích một xung thứ hai tăng lên 2, kích xung thứ ba giá trị tăng lên 3, kích xung thứ tư giá trị tăng lên 4. Như vậy ngay khi chuyển trạng thái cái xung thứ tư từ 3 nó nhảy lên 4 thì ngay lập tức ngõ ra của counter up này QU này nó lên 1, kích xung nữa nó lên 5, lên 6, lên 7, lên 8 vân vân, khi đó ngõ ra QU này nó vẫn cứ lên, vẫn là 1. Rồi nhưng mà khi bằng 5 thì có tín hiệu tác động ở cái chân CD.
Các tín hiệu tác động trên CD thì từ 5 nó lùi xuống 4. Khi đó ngõ ra vẫn là một, bởi vì cái ngưỡng chúng ta đặt ở đây đang là 4. Rồi. BV chúng ta đang đặt ở đây là 4. Rồi. Tác động một cái chân CD, kích một cái xung vào cái chân CD nữa thì từ 4 nó sẽ lùi xuống 3. Ngay khi lùi xuống 3 thì chúng ta thấy ngõ ra QU này nó về 0. Nè, tức là dưới ngưỡng, ngưỡng chúng ta đặt là 4. Thì khi bộ đếm nó chuyển từ 4 về 3 thì ngay lập tức nó ra chuyển trạng thái về 0. Nó về 0. Rồi, nếu có tín hiệu chân load, kích vào cái chân load thì nó sẽ nạp cái giá trị BV vào CV. Mà BV chúng ta đặt là 3 thì nó sẽ là 4, thì nó sẽ nạp cái giá trị 4 vào. Và nạp giá trị 4 vào thì ngõ ra này là lên 1. Đó. Từ 4 mình kích vào CU thì nó lại lên 5, lên 6, vân vân. Nè, thì khi nào mà nó được reset thì chúng ta thấy ở đây chúng ta có cái chân R. Thì cái chân R này kích một xung vào chân R thì ngay lập tức giá trị CV của counter, tức là Kirin Value, về reset về 0 và ngõ ra reset về 0. Nè, mà ngõ ra reset về 0 thì cái counter down này nó lên 1. Nè, cái counter down này nó lên 1. Như vậy khi cái giá trị của counter mà bằng 0 thì cái ngõ ra QD này nó là 1. Nó lớn hơn 0 thì cái ngõ ra QD này nó về 0. Rồi, như vậy đó chính là cái hoạt động của cái counter top down. Rồi, thì bây giờ để dễ hình dung hơn thì tôi sẽ dùng cái chia bọc tô để tôi sẽ viết các cái chương trình mẫu với cái counter up, counter down hay counter up down để chúng ta dễ hình dung. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta có cái counter up ở đây. Là counter up. Thì counter up này, ví dụ tôi đặt tên cho nó cái con counter là C1. Thì chúng ta có cái chân CU. Cái chân R, ví dụ CU này tôi sẽ báo là Y00. R tôi sẽ đặt cho nó Y01. BV tôi sẽ đặt cho nó là 3. Rồi, cái Q này tôi sẽ khai báo một cái ngõ ra Q00. Ví dụ vậy. Đây là một cái counter up. Rồi, bây giờ cái counter thứ hai tôi lấy ví dụ, tôi đặt cho nó là con C2. Cái chỗ này là một bit nào đó. Đây là Y01 rồi, bây giờ Y02. Rồi, cái chân loss sẽ là Y0.3. PV tôi vẫn đặt là 3. Rồi, cái ngõ ra này là một cái bit nào đó đi. Ví dụ như là Q00 rồi Q0.1. Rồi, bây giờ tôi cao tơ thứ 3, cao tơ up down. Tôi lấy là C3. Rồi, bây giờ cái chỗ này CU sẽ là bao nhiêu rồi ha? Y03 rồi, bây giờ sẽ là Y0.4. Đây sẽ là Y0.5. Này sẽ là Y0.6. Này sẽ là Y0.7. Rồi, BV này tôi vẫn đặt nó là 3. Ví dụ như vậy. Rồi, cái ngõ ra này Q sẽ là Q mấy? Q0.2. Q0.2. Rồi, cái này Q0.3. Rồi, như vậy đó là ba cái câu cơ. Rồi, thế thì bây giờ ba cái counter này nó hoạt động như thế nào thì chúng ta có thể mô phỏng. Chúng ta mô phỏng để chúng ta kiểm tra coi các cái hoạt động của ba counter này nó như thế nào. Rồi, như vậy mà mô phỏng thì chúng ta có cái start simulation ở đây. Hay chúng ta kích hoạt cái simulation lên. Rồi, như vậy cái simulation tôi mở sẵn ở đây rồi. Chúng ta có một cái simulation. Cái simulation này chúng ta có Y00, 01, 02, 03, 04, 05. Rồi Q00, 01, 02, 03. Rồi,
Rồi bây giờ tôi sẽ nạp cái chương trình này vào. Compile. Rồi tôi nạp xuống cái sim. Lost. Rồi ok, nạp xuống. Rồi xong. Nạp xuống xong. Rồi bây giờ chúng ta muốn mô phỏng cái counter up đầu tiên. Này, đây chính là cái counter up. Rồi thế thì bây giờ cái counter up này chúng ta thấy, tôi để cho dễ quan sát thì tôi nhấn vào cái monitor mắt kiếm này ha. Ta nhấn vào. Để chúng ta quan sát các cái lệnh này nó đang chạy như thế nào. Rồi như vậy thì chúng ta thấy ở đây chúng ta có y0.0. Vậy bây giờ tôi test bằng cách là tôi cho y0.0 lên 1 cái. y0.0 lên 1. Đóng cái này lại. Ngay lập tức counter tăng lên 1 đơn vị. Ngắt y0.0 đi. Ngắt đi, counter vẫn cứ là 1. Mới đếm môi lên 1 rồi. Rồi, tác động y0.0 lần thứ 2. Counter nhảy lên 2. Ngắt đi, vẫn là 2. Chúng ta đặt chỗ này là 3. Khi sao tôi đếm tới 2 thì chưa có tín hiệu gì đây cả. Thì chúng ta đặt chỗ này là 3. Rồi ngay khi chúng ta tác động vào cái y0.0, kích y0.0 lên 1 lại lần thứ 3 thì ngay lập tức counter nó đếm lên 3. Và chúng ta thấy khi nó lên 3 thì ngay lập tức nó ra quy này lên 1, tức là q0.0. q0.0 chỗ này chúng ta thấy nó lên lên 1. Rồi chúng ta ngắt cái y0.0 đi. Giá trị counter vẫn là 3. Và ngõ ra này vẫn cứ là một. Chúng ta tác động với 0.0 nữa rồi thì counter nó lên 4. Cái 4 nó đã lớn hơn hoặc bằng 3 là cái ngưỡng chúng ta đặt ở đây rồi thì ngõ ra quy vẫn cứ là một. Nào, ta ngắt đi, tác động lên 5, tác động lên 6, ngõ ra vẫn cứ là 1. Thì chừng nào thì cái counter này nó reset, chúng ta tác động vào y0.1 này. y0.1 hay không ngõ tác động 0.1 lên 1. Ngay lập tức counter reset và nó ra Q00 mất. Đây, Q00 mất. Vì đó chính là hoạt động của cái counter. Vậy thì chúng ta muốn counter này đếm tới bao nhiêu thì chúng ta đặt cái ngưỡng vào đây. Và đây chính là cái nhận tín hiệu của sự đếm. Ví dụ chúng ta có một cái yêu cầu lập trình để điều khiển một cái hệ thống đóng gói sản phẩm. Chẳng hạn, vì cái dây chuyền đó nó đóng 50 sản phẩm vào một cái thùng. Vậy thì cái chân CO này chính là cái chân nhận cái tín hiệu từ cái cảm biến đếm sản phẩm. Thì cứ mỗi cái sản phẩm đi qua thì cái cảm biến nó sẽ đưa vào cái tín hiệu vào cái chân y00 và nó kích hoạt qua chân siêu. Thì cứ một cái sản phẩm đi qua thì nó kích một xung, sản phẩm đi qua nó kích một xung. Và kích đủ 50, chúng ta đặt ở đây là 50. 50 thì khi đủ 50 thì chúng ta muốn làm cái gì đó thì chúng ta có thể xuất tín hiệu ở đây. Hoặc là chúng ta có thể lấy ngay cái chân quy này để dừng động cơ hay là để làm cái gì đó. Rồi như vậy đó là cái cho cửa up. Rồi bây giờ cái counter thứ hai chúng ta thử là cái counter down. Đây CTD chính là cái counter down. Rồi thế thì bây giờ cái counter down ở đây chúng ta có cái y02. Vì chúng ta thấy mặc định giá trị counter đang là đếm được là 0, mà khi nó bằng 0, giá trị đếm của counter đang bằng 0 thì nó ra quy nó đang 1. Đây q01 nó đang 1. Rồi thì chúng ta load tác động vào cái y03, tính là cái chân load. Thì khi kích hoạt vào cái chân load thì nó sẽ nạp cái giá trị BV nó nạp vào cho counter, tức là nó nạp 3 vào đây. Chúng ta tác động vào y03 thử ra ha. y03 đây, y03 tác động y03. Thì ngay khi tác động vào y03 đây đang có tín hiệu thì nó đang load giá trị 3 nó nạp vào cho current value, giá trị counter nó lên 3. Ngay khi lên 3 thì nó ra được mất. Chúng ta ngắt cái chân lót đi thì giá trị đã được nạp vào và giữ nguyên trạng thái và ngõ ra này vẫn là mức không. Rồi thì chúng ta có cái chân CD chúng ta đến lùi lại. Thì chúng ta vì sao chúng ta thấy có cái chân lót, bởi vì counter này counter down, tức là nó lùi xuống. Thế thì nó lùi từ đâu nó xuống thì nó phải có giá trị để nó lùi xuống, thì chúng ta thấy có cái chân lót để nạp giá trị vào và từ cái giá trị này nó mới đến lùi xuống, nó mới down. Như vậy thì Y02 chính là cái chân đếm lùi và chúng ta kích hoạt vào cái Y02 thì chúng ta thấy nó lùi từ 3 nó xuống 2.
nhắc đến kích hoạt số 1, kích hoạt xuống 0. Và khi nó về 0 cái là nó ra này lên 1 lại. Đó. Bây giờ nếu mà đếm xuống nữa thì chuyện gì xảy ra? Đây, chúng ta có thể coi. Nếu đếm xuống nữa thì phòng 2. Thôi cho nó đếm xuống nữa thôi coi. À, nó xuống trừ 1. À, xuống nữa. Trừ 2, trừ 3. À, và ngõ ra này vẫn cứ là 1. Rồi, nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì ngõ ra là 1. Lớn hơn 0 cái là ngõ ra là về 0. Rồi, nạp lại cái chân lót là Y03. Y03 đây. Kích hoạt nạp 3 trở lại là ngõ ra này lên xuống 0 lại. À, như đó chính là cái hoạt động của cái counter đạt. Tính là cái counter đếm xuống. À, xuống từ giá trị nào? Chính là giá trị chân lót để lấy giá trị như thế nào. Rồi, như vậy đó là cái counter down, những cái counter thứ ba đó là cái counter up down nha. Đây. Rồi, như vậy đây là cái counter up down. Thì counter up down chúng ta thấy nó có thể đếm lên, nó có thể đếm xuống. À, như vậy nó có chân reset, nó có chân lock, chân bơ vơ. À, rồi, nó ngõ ra quy up và ngõ ra quy QU và QD, tức là ngõ ra đếm lên, ngõ ra đếm xuống. Rồi, ở đây chúng ta BV chúng ta đặt là 3. À, rồi, thế thì bây giờ cái counter này chúng ta tác động Y04 đây. Y04 chính là cái chân sự nhận xương đếm lên. Y04 đây. Tác động 04. Thì chúng ta thấy kích một xương và CO counter tăng lên 1 đường nữa. Ngưỡng chúng ta đặt chỗ này là 3. Chúng ta tác động cái Y04 lần nữa lên 2. À, tác động nữa lên 3. À, ngay khi lên 3 thì chúng ta thấy ngõ ra QU này nó lên 1 và Q02 này lên 1. Đây, Q02 lên 1. Tác động lần nữa Q04 nữa thì nó sẽ lên 4, lên 5, lên 6, lên 7. À, tôi lên biết. À, khi đó cái ngõ ra Q này vẫn cứ là 1. À, QU này vẫn là 1 và xuất ra tín hiệu Q02 là 1. Rồi. À, bây giờ chúng ta tác động vào chân đạp down là Y05 đây. Y05 tác động Y05 nó xuống, tác động cái từ 5 7 nó xuống, 6 xuống 5, tác động cái nữa nó xuống 4. Bây giờ tác động cái chân úp cái tức là Y04, tác động cái nó lên, tác động cái nó tăng. Nào, mỗi lần tác động nó tăng một đơn vị. Rồi tác động cái xuống thì nó sẽ xuống. Như vậy cứ tác động trên up thì nó sẽ tăng, tác động trên down thì nó xuống. À, và khi nào cái giá trị đếm hiện tại lớn hơn hoặc bằng BV chúng ta đặt ở đây thì nó ra này là 1. Rồi bây giờ chúng ta cho nó nhỏ hơn Y05, tức là trên đếm xuống 4 và 2. Ngay lập tức nó ra này mất. Ngay khi nó xuống chuyển từ 3 về 2, ngay lập tức nó ra này mất và Q02 về 0. Đây, Q02 về 0. Hình dung nha. À, rồi, nếu chúng ta tác động vào cái chân L thì nó sẽ nạp 3, nó nạp vô đây. À, tác động vào chân L thì nó sẽ reset cho counter. À, reset counter. Rồi, bây giờ chúng ta đếm xuống lần nữa. Xuống tới 0. Ngay lập tức nó ra QD. Này nó lên 1. À, về QD này nó sẽ lên 1 khi giá trị đếm hiện tại của counter nhỏ hơn hoặc bằng 0. Nào, lớn hơn 0 thì cái này nó sẽ về 0. Đang vậy đó chính là cái hoạt động của cái counter up down. À, hoạt động của counter up down. Rồi, như vậy thì đó là ba cái loại counter mà chúng ta có thể sử dụng để lập trình cho những cái yêu cầu cần dùng các cái bộ đếm. À, cần dùng các bộ đếm. Như vậy thì tùy theo cái mục đích của mình mà mình có thể lựa chọn sử dụng cái counter nào. Như vậy chúng ta thấy ở đây mình có cái counter up, counter down và counter up down. À, như vậy trong ba cái counter này theo kinh nghiệm của tôi thì chúng ta sẽ thường hay dùng counter up và cái counter up down thôi. À, là hai cái counter mà phổ biến mà chúng ta rất thường hay dùng. Như vậy thì nếu mà có những yêu cầu cần đếm sự kiện gì đó tăng 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 tới đủ thì reset, thì chúng ta chỉ cần dùng cái counter lúc này là đủ.
Nào, ví dụ chúng ta đếm sản phẩm trên băng tải, đếm đủ sản phẩm thì dừng hệ thống, thì chúng ta có thể dùng cái câu này là xong rồi. Hay là có những cái yêu cầu cần phải đếm vừa tăng vừa giảm chẳng hạn, thì chúng ta có thể dùng cái câu này. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta đếm cái số người ra vào siêu thị, hay là chúng ta đếm cái số xe ra vào bãi xe, thì chúng ta cần dùng cái câu up down. Vì sao? Bởi vì chúng ta thấy cái bãi xe ra vào bãi xe thì chúng ta thấy có khi xe vào thì giá trị counter nó tăng, nhưng mà khi xe ra thì giá trị counter nó giảm. Nhưng mà thì ví dụ như xe này, cái bãi xe này nó có sức chứa là 50 chiếc, thì khi xe vào thì nó sẽ tăng tăng cho tới khi nào đủ 50 chiếc thì nó có cái đèn cảnh báo để báo là bãi xe đầy. Cái bãi xe đầy thì lúc đó cái ngõ ra counter nó lên 1. Nhưng mà khi đó có chiếc xe lấy ra, 50 chiếc vào có 1 chiếc lấy ra, thì nó trở thành giá trị hiện đại của counter đang là 49, thì nó phải lùi lại. Và lùi lại thì cái đèn cảnh báo nó lại tắt đi. Được. Như vậy thì chúng ta thấy cần phải vừa đếm lên hoặc vừa đếm xuống thì chúng ta dùng cái counter drop down, hoặc khi nào chúng ta chỉ cần đếm tăng đủ giá trị chúng ta cần reset thì chúng ta dùng cái counter up. Như vậy thì hai cái counter up và counter down là hai counter mà chúng ta sẽ thường sử dụng nhiều. Rồi, như vậy thì đó chính là cái counter thì chúng ta có thể sử dụng để lập trình cho những mục đích điều khiển của mình. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.